Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong Japan Daily Top News hôm nay. Mưa lớn gây lở đất nặng nề tại thành phố Atami, tỉnh Shizuoka. Nhân viên cứu trợ đang tiếp tục tìm kiếm và giúp đỡ những nạn nhân có mặt tại đây. Cựu thủ tướng Shinzo Abe phát ngôn gây tranh cãi về việc nên hay không nên tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo. Nhật Bản đang thu xếp đồng bộ vì sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trên 10 quốc gia, bao gồm Ý, Pháp, Hy Lạp. Quỹ Nippon triển khai dự án trao tặng sách tiếng Anh giới thiệu về Nhật Bản, Great Japan Project cho Đại học Việt Nhật. 5 ngày sinh viên tình nguyện sẵn sàng bước vào chương trình tiếp sức mùa thi và 4 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quán trọ Trăng Khuyết miễn phí tất cả ở Sài Gòn, lòng người ấm áp giữa mùa dịch căng thẳng. Thành phố Hồ Chí Minh cho tạm ngưng nhiều khu vực vì phát hiện ca dương tính COVID-19 sau đợt xét nghiệm toàn thành phố. Miền Nam chuẩn bị đón mưa to kéo dài từ ngày 5 tháng 7. Nhà Trắng lỗi hẹn với mục tiêu 70% dân số được tiêm vaccine COVID-19 vào ngày Quốc Khánh. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu kêu gọi người dân Mỹ tiêm ngừa vaccine trong ngày Quốc Khánh. Thủ tướng Campuchia ra lệnh phong tỏa biên giới đường bộ với Thái Lan và Việt Nam để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Quả anh đào Amuri Hotbed được bán đấu giá với số tiền lên đến 3 men một quả. Chính phủ Nhật Bản quyết định đổi sách tăng cường của biện pháp biên giới mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, mở đầu bản tin tối hôm nay, chúng ta sẽ đến với chuyên mục tin Nhật Bản. Vào ngày 4 tháng 7 tại Atami, tỉnh Shizuoka đã xảy ra mưa lớn và gây sạt lở đất. Hiện các nhân viên cứu trợ đang tiếp tục tìm kiếm và giúp đỡ những nạn nhân có mặt tại đây. Đúng như dự báo từ tuần trước cho thấy, mưa lớn đã xảy ra tại các vùng ven biển Thái Bình Dương tại Nhật Bản từ đầu ngày thứ Bảy. Mưa không ngớt khiến công tác cứu hộ đôi lúc phải gián đoạn hôm Chủ nhật. Thành phố Atami thuộc tỉnh Shizuoka chịu thiệt hại nặng nề. Giới chức thành phố thông báo có khoảng 130 ngôi nhà bị hư hại, số người bị mất tích và được tìm thấy hiện nay là 23 người. Số người không qua khỏi được xác định là 3 ca, hy vọng là con số này sẽ dừng lại tại đây. Giới chức thành phố thông báo có khoảng 130 căn nhà bị hư hại, một số đã bị phá hủy hoàn toàn. Khoảng 700 cảnh sát và nhân viên lực lượng phòng vệ cũng như lính cứu hỏa đang tham gia tìm kiếm ở Atami, tỉnh Shizuoka. Hiện nay đang là cao điểm mùa mưa tại Nhật Bản. Cơ quan này cảnh báo sẽ còn có thêm lở bùn, lướt sông tràn bờ và lụt tại các vùng trũng. Thưa quý vị, việc có hay không tổ chức Olympic Tokyo đang là một chủ đề gây tranh cãi dữ dội ở Nhật Bản. Trước tình hình dịch Covid đang tăng mạnh, đã có rất nhiều người dân đứng ra phản đối việc Thế vận hội này được tổ chức. Nhưng mới đây, cựu thủ tướng Shinzo Abe đã gây tranh cãi về phát ngôn của mình với Olympic Tokyo. Cựu thủ tướng cho rằng những người đứng ra chống đối Olympic chính là những người có tư duy phản Nhật. Cụ thể, ông đề cập đến Đảng Cộng sản Nhật, đơn vị kêu gọi hủy bỏ Olympic trong một bài xã luận vào tháng 5. Ông Abe cho biết Olympic Tokyo chính là một dấu ấn lịch sử của Nhật Bản. Đây cũng là dịp để người dân Nhật Bản khẳng định được sự đoàn kết của cả nước. Cựu thủ tướng cũng cho rằng những người chống đối chính là đang không thoải mái với sự thành công mà đảng hiện tại đang mang lại. Hiện bài viết đang thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng tại Nhật. Lượt like và dislike của bài viết này cũng tăng lên chóng mặt. Nhiều người đã lên tiếng và nói hai việc này không hề liên quan tới nhau. Họ cho rằng tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, việc không tổ chức Olympic là điều nên làm và ưu tiên hàng đầu nên là bảo vệ cho sự an toàn và sức khỏe của người dân Nhật Bản. Nhật Bản đang thu xếp để đồng bộ vì sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trên 10 quốc gia, bao gồm Ý, Pháp và Hy Lạp. Hộ chiếu vaccine được hiểu là tài liệu chính thức cho thấy một người đã được tiêm chủng đầy đủ COVID-19. Giấy chứng nhận do các thành phố tự quảng cấp sẽ bao gồm tên, số hộ chiếu và ngày tiêm chủng của người đó. Nếu các thỏa thuận đạt được, những người được cấp chứng chỉ sẽ được miễn kiểm dịch hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính đối với COVID-19 khi đi từ Nhật Bản đến các quốc gia khác. Các nguồn tin cho biết, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tiếp tục yêu cầu khách du lịch nhập cảnh vào Nhật Bản, bao gồm cả những người trở về và cách ly trong 2 tuần ngay cả khi họ được tiêm phòng. Các nguồn tin cho biết vị trí này có các cuộc đàm phán phức tạp với các quốc gia như Singapore và Israel. Những nước đã kêu gọi miễn trừ lẫn nhau. Các giới kinh doanh Nhật Bản đã kêu gọi giới thiệu hộ chiếu vaccine. Cơ quan vận động hành lang kinh doanh lớn nhất của đất nước, Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản được gọi là Kaidanren, đã đề xuất vào cuối tháng 6 rằng các chứng chỉ như vậy phải ở định dạng kỹ thuật số. Quỹ Nippon đang triển khai dự án tặng sách tiếng Anh giới thiệu về Nhật Bản mang tên Great Japan Project cho các thư viện và viện nghiên cứu của các nước trên thế giới với mục đích tăng cường sự hiểu biết về Nhật Bản. Được biết, trong lần trao tặng sách mới đây, trường Đại học Việt Nhật được Quỹ Nippon chọn và sách đã được trao cho trường. Trường Đại học Việt Nhật được bắt đầu khai giảng vào năm 2016 với chương trình đào tạo thạc sĩ minh chứng cho tình hữu nghị và gắn bó giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tháng 10 năm 2020, chương trình cử nhân ngành Nhật Bản học cũng được khai giảng. Nhiều sinh viên Việt Nam và lưu học sinh ở các nước trên châu Á và trên thế giới đang theo học. Sách được trao tặng lần này sẽ giúp ích cho việc học tập của tất cả các sinh viên đang theo học tại trường. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý tại Việt Nam. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Việt Nam sẽ được diễn ra trong vòng từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Hiện các sinh viên tình nguyện chương trình tiếp sức mùa thi sẽ chính thức bước vào những hoạt động chính nhằm hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo thông tin đến từ ban tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi, năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có 19 đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh với hơn 5.000 sinh viên tình nguyện. Các đội hình sẽ có mặt hỗ trợ thí sinh tại 115 điểm thi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động chính của đội hình này chủ yếu là tư vấn, cung cấp những thông tin cần thiết về kỳ thi, hướng dẫn phòng thi, kiểm soát y tế, đảm bảo điều tiết giao thông, giữ an toàn tại các điểm thi. Trước đó, ngày 3 tháng 7, hơn 1.000 sinh viên tình nguyện chương trình tiếp sức mùa thi đã tham gia công việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra tại 155 điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đảm bảo cho sinh viên tình nguyện tham gia công tác, mỗi sinh viên đều được cung cấp các trang thiết bị phòng dịch như khẩu trang, găng tay y tế, kính chắn, giọt bắn, đồ bảo hộ cùng với các kiến thức về phòng chống dịch, nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội đã truyền tay nhau một địa chỉ của quán trọ Trăng Khuyết nằm bên con hẻm 161/1/11 bến Bình Đông, phường 14, quận 8. Nơi này là nhà trọ tất cả đều miễn phí dành cho người vô gia cư, người già không nơi neo đơn, nương náu giữa mùa dịch Covid-19. Được biết, chủ quán trọ là nam, quán trọ là một ngôi nhà chung rộng hơn 100m2, có gánh lửng với nội thất đầy đủ. Dãy phía sau là nơi để nấu nướng, tắm giặt với đầy đủ thực phẩm được dự trữ. Theo chia sẻ của ông Hùng, người được anh Nam nhờ để trông coi quán trọ khi anh vắng mặt, cho biết quán trọ có tổng cộng 15 giường, tương ứng là 15 ngăn tủ có ổ khóa cẩn thận cho những người đến ở để đồ dùng cá nhân. Quán dành cho những người đàn ông lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn và hiện bên trong chỉ có 2 người, một người 65 tuổi và một cụ hơn 86 tuổi sức khỏe yếu. Được biết, ngoài những thực phẩm do chủ nhà chuẩn bị thì có rất nhiều nhà hảo tâm đã đến tặng thêm. Ở đây từ bếp núc, chén bát, lương thực không thiếu bất kỳ thứ gì. Theo tìm hiểu, quán trọ là một trong những hoạt động của tổ chức từ thiện nhân đạo Trăng Khuyết, thực hiện các hoạt động cứu trợ trực tiếp liên quan đến bữa ăn, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho các cụ già không nơi nương tựa và trẻ em bị bỏ rơi. Thưa quý vị, sau khi Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác xét nghiệm toàn thành phố thì đã phát hiện thêm về những ca dương tính. Hiện tại những khu chợ Tân Định, chợ Tân Lập đều được thông báo sẽ tạm ngưng vì có thương nhân dương tính với Covid-19 trong đợt tổng xét nghiệm vừa qua. Theo thông báo, lúc 17 giờ ngày 4 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Bình Trưng Đông nhận được thông báo của cơ quan y tế thành phố Thủ Đức về kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 của một tiểu thương kinh doanh tại khu phố 2, phường Bình Trưng Đông. Tiểu thương này là đầu mối phân phối rau củ quả cho nhiều tiểu thương khác trong khu vực chợ Tân Lập. Hiện Ủy ban Nhân dân phường đã có phối hợp với cơ quan y tế thành phố Thủ Đức khoanh vùng chợ Tân Lập, tiến hành phun thuốc khử khuẩn trong khu vực, tiến hành truy vết những trường hợp F1, F2 có liên quan đến ca dương tính. Đối với trường hợp của chợ Tân Định, trường hợp dương tính trên là chủ sạp 145 kinh doanh mặt hàng cá tại chợ. Được biết người này cư trú tại ấp Tân Thạnh, tỉnh Long An. Hàng ngày chủ sạp cùng vợ lấy cá tại chợ đầu mối Bình Điền. Trường hợp này bị phát hiện dương tính với Covid-19 sau khi đi xét nghiệm tại nơi cư trú. Hiện cả gia đình đã được cách ly tập trung. Theo ban quản lý chợ Tân Định, sau khi phát hiện ca dương tính trên, chợ đã thông báo đến toàn thể thương nhân dọn dẹp hàng hóa để thực hiện việc đóng cửa cách ly theo quy định, dự kiến đến hết ngày 18 tháng 7. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển Đông, gió mùa Tây Nam sẽ tăng cường độ gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ trong những ngày tới. Đợt mưa này có thể kéo dài đến khoảng ngày 10 tháng 7. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2-3 ngày tới, rãnh áp thấp tồn tại các nhiễu động gây mưa có trục đi qua Bắc Bộ, nối với một vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông hoạt động mạnh dần. Đồng thời, gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ tăng dần, khiến mưa dông xảy ra nhiều nơi tại khu vực này. Khả năng Nam Bộ sẽ có một đợt mưa diện rộng kéo dài từ khoảng ngày 5 đến ngày 10 tháng 7. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Còn trong hôm nay, ngày 4 tháng 7, nắng giảm cường độ, nhiệt độ có xu hướng giảm trên khu vực. Nắng nóng chỉ còn xảy ra ở một vài nơi với nhiệt độ trên 35 độ C. Đến chiều và chiều tối, mưa dông sẽ gia tăng. Mưa lớn có xu hướng tập trung nhiều ở các tỉnh miền Đông và một số tỉnh miền Tây như Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang. Chương trình sẽ tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, mặc dù mục tiêu đặt ra là 70% người Mỹ sẽ được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 vào ngày Quốc khánh 4 tháng 7, nhưng Nhà Trắng đã xác nhận họ trượt mục tiêu này. Các con số thống kê cập nhật đến ngày 4 tháng 7 theo giờ Việt Nam của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho thấy, đến thời điểm hiện nay đã có 54,9% người Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 47,3% tiêm đủ hai liều. Theo các chuyên gia, khi có từ 70-90% dân số tiêm phòng COVID-19, số ca bệnh nhập viện, tử vong và nguy cơ bùng phát ổ dịch sẽ giảm đáng kể. Hiệu quả của vaccine rất rõ ràng. Theo CDC, các loại vaccine được sử dụng ở Mỹ gần như hiệu quả 100% trong việc giảm các ca bệnh nặng và tử vong. Số liệu cho thấy 99% trong số 18.000 người chết do COVID-19 trong tháng 5 năm 2021 ở Mỹ là những người chưa tiêm vaccine. Ngoài ra, xu hướng nhiễm COVID-19 ở trẻ em đang tăng lên. Theo báo USA Today, thời điểm tháng 3 năm 2020, trẻ em chỉ chiếm khoảng 2% trong số các ca nhiễm mới. Nhưng ở thời điểm tháng 5 năm 2021, trẻ em chiếm 24% trong số các ca bệnh mới hàng tuần, trong khi tỷ lệ trẻ em trong dân số Mỹ chỉ là 16%.
Các chuyên gia cảnh báo những con số trên càng cho thấy những ai đủ điều kiện tiêm từ 12 tuổi trở lên cần nhanh chóng tiêm vaccine để tránh mang virus về nhà và làm lây bệnh cho những người chưa đủ tuổi tiêm chủng. Thưa quý vị, trước thực trạng số người tiêm vaccine chưa được như kỳ vọng, trong ngày Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã dùng bài phát biểu kêu gọi người dân tiêm ngừa COVID-19, nhấn mạnh đó là hành động yêu nước nhất các bạn có thể làm lúc này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định tiêm phòng là cách bảo vệ sự tiến bộ khó khăn lắm mới đạt được trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Tổng thống Biden nêu rằng, chính quyền của ông đã đưa nền kinh tế Mỹ trở lại đúng hướng sau những ngày mà gần như cả nước rơi vào tình trạng bị đóng cửa và dân chúng bị hạn chế đi lại vì yêu cầu ở trong nhà. Ông còn đưa ra sự tương đồng giữa thời điểm 13 thuộc địa Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Anh vào năm 1776 và cuộc chiến chống lại Covid-19 hiện nay. Ông Biden nói rằng, tuy vẫn chưa hoàn toàn đánh bại đại dịch, nhưng nước Mỹ đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc tuyên bố thoát khỏi loại virus chết người. Trong bài phát biểu, ông Biden cũng kêu gọi một mặt trận thống nhất để tiêu diệt virus và cứu đất nước khỏi sự chia rẽ và tuyệt vọng. Mới đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố tạm thời phong tỏa biên giới với Thái Lan và Việt Nam để chống dịch Covid-19. Ngoài việc đóng cửa biên giới, ông Hun Sen ngày 4 tháng 7 cũng yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ lực lượng bảo vệ biên giới, theo tờ Khmer Times. Trước đó, trong phát biểu ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Campuchia đã yêu cầu siết chặt kiểm soát các cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng không và đường thủy. Theo đó, các tỉnh đảm bảo rằng những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Delta phải được điều trị trong các cơ sở riêng biệt và cách ly trong các trung tâm cách ly 21 ngày. Ông Hun Sen cho biết, các cơ quan chức năng liên quan phải chuẩn bị địa điểm để lập thêm các trung tâm kiểm dịch và tăng cường cung cấp thiết bị y tế ở các khu vực dọc biên giới, đặc biệt là các tỉnh giáp với Thái Lan. Hiện tại, tổng số ca nhiễm tại nước này đã hơn 54.000 ca, tăng gấp 100 lần so với tổng ca nhiễm tính ngày 22 tháng 2. Tại phiên đấu giá giống anh đào tên Juno Hurt, tại tỉnh Aomori, tổ chức đã đấu thầu được hết 39 hộp anh đào với giá trị mỗi hộp lên đến 45 men. Loại anh đào cao cấp này được mệnh danh là Aomori Heartbeat, nhịp tim của Aomori, đã được bán với giá 45 men một hộp, 15 quả, tương đương 3 men một quả. Ông Kyoko Nagatsuka, chủ tịch Nagatsuka Seika, thành phố Chiba, người đã đấu thầu thành công cho biết, quả anh đào có hình dáng giống hình trái tim, kích thước to và màu sắc rất đẹp, hơn nữa vị của nó rất ngọt. Tổng số 39 hộp đã được đấu thầu hết trong ngày hôm đó. Dự tính từ ngày 1 tháng 7, nó sẽ được bán tại các cửa hàng bách hóa lớn ở Tokyo và Osaka. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản đã có đối sách liên quan đến người nước ngoài sắp nhập cảnh, tái nhập cảnh vào Nhật Bản từ Việt Nam. Sau đây sẽ là những thông tin quan trọng cần biết cho những ai ở Việt Nam có dự định nhập cảnh hoặc tái nhập cảnh tại Nhật Bản trong thời gian sắp tới. Từ ngày 28 tháng 6 năm 2021, theo như biện pháp mới đã được thông báo, kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2021 giờ Nhật Bản, thì thời gian cách ly tại cơ sở cách ly được trạm kiểm dịch chỉ định đối với tất cả những người nhập cảnh từ Việt Nam sẽ được thay đổi từ 6 ngày sau khi nhập cảnh xuống còn 3 ngày sau khi nhập cảnh. Tất cả những người nhập cảnh và về nước từ Việt Nam sẽ được yêu cầu phải ở lại địa điểm cách ly được chỉ định, hạn chế chỗ ở được đảm bảo bởi trạm kiểm dịch trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh. Theo đó, sẽ phải tham gia xét nghiệm vào ngày thứ 3 kể từ sau khi nhập cảnh và sau khi đã được xác nhận là âm tính thì sẽ được rời khỏi cơ sở cách ly chỉ định nhưng được yêu cầu tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày sau khi nhập cảnh. Tất cả những người nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian này đều phải nộp giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Trường hợp không xuất trình được giấy chứng nhận xét nghiệm thì sẽ không được phép nhập cảnh Nhật Bản căn cứ theo luật kiểm dịch. Và bản tin Japan Daily Top News đến đây là kết thúc. Chúng ta xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lúc 20 giờ tối mai theo giờ Nhật Bản. Đừng quên tải ngay Update Love để đón xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào TV, xin chào Net Love.